Rất vui được ngồi trong phòng Zoom ngày hôm nay để giao lưu với nhà mình. Đầu tiên Thanh xin gửi lời chào trân trọng nhất tới thầy Trần Hữu Bân đã cho chúng ta một cái sân chơi, một cái phòng Zoom mà để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, giao lưu với nhau một chủ đề rất là nóng bỏng. Dạ, đúng ạ, rất là hot. Rất nhiều người đang, nhất là mùa Covid này, phải bán hàng kiếm thêm, rồi bán online, rồi mở thêm công ty, có người phải đóng thêm, đóng công ty vào, đúng không ạ? Tất cả đều ảnh hưởng đến cái việc bán hàng. Và hôm nay Thanh rất là may mắn, rất là biết ơn cái người giới thiệu cho Thanh cơ hội này. Đó là một người xa lạ. Và ngày hôm nay Thanh được ngồi đây, hiểu về cái chế độ cũng như là cái phương pháp thì phải nhờ thầy Trần Hữu Bân. Thầy đã cho Thanh một cái hướng đi, một cách làm, một cách bán hàng rất là tuyệt chiêu. Cái tuyệt chiêu này Thanh biết được sau khi gặp thầy, sau khi Thanh biết làm công việc này là 3 năm thì mới gặp được thầy. Và thầy đã chỉ cho Thanh con đường hóa ra bán hàng. Nó rất dễ. Thật ra các bạn thì vừa rồi nghe bạn Thái chia sẻ, thì bạn Thái chính là món ăn chính của các bạn. Và bạn Thái là một cái người mà yêu sản phẩm đến mức độ đó. Bạn thử xem bạn ấy kể thế thôi, các bạn đã muốn dùng chưa? Bạn chỉ kể câu chuyện nhà bạn ấy thôi, không liên quan gì đến các bạn. Nhưng vẫn cái câu chuyện đó bạn đi kể mấy năm nay rồi. Tự nhiên một chúng ta chỉ thế mỗi là gì? Bạn là người đàn ông, trước đây ít nói mà giờ lại hay nói. Mà kể chuyện không phải kể tào lao nhá. Nếu mà đi ra đưa chuyện nó là khác nhá. Nhưng đây là kể chuyện để lấy tiền. Cho nên bạn này hào hứng lắm. Vì biết đằng sau cái việc sử dụng sản phẩm đó là một cỗ máy kiếm tiền. Các bạn có thấy bạn Thái tuyệt vời không ạ? Cho bạn Thái một tràng vỗ tay số 3. Là một cái mà thật sự tôi thấy rất quý giá của một người kinh doanh. Cái này rất ít người nhìn được, rất đơn giản thôi nhưng mà lại có người không nhìn được ra vấn đề. Đúng không ạ? Và trước khi Thanh chia sẻ, Thanh sẽ giới thiệu về mình một chút. Thanh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh, năm nay 48 tuổi, ở tại Hà Nội. Và đến với công việc này, trước khi đến công việc này, Thanh có tham gia công tác tại Tổng Công ty Vận tải Thủy thuộc Bộ Giao thông. Thanh có làm Phó Bí thư Chủ tịch Công đoàn, Phó trưởng phòng đối ngoại. Trong cái việc đối ngoại, Thanh là có sẵn. Các bạn không cần biết bán hàng, không cần đối ngoại, không cần nhiều tố chất đấy đâu. Một anh thanh niên như em Thái, một người cục mịch, đúng không ạ? Phải nói là cục mịch. Lúc đầu tôi gặp bạn ấy gần như cục mịch. Bạn ấy chửi nhiều chứ bạn không nói chuyện. Thì bạn là sếp mà. Đến cũng thế, với cái trạng thái mới đến công ty bán hàng cũng rất là trạng thái để gần như thì hùng hổ, chỉ muốn chửi nhau. Và bạn còn đã từng nói nhau với người tuyến trên về tranh luận cái chuyện bán hàng này. Nhưng sau khi bạn hiểu ra, bạn phải chảy nước mắt vì cảm ơn người tuyến trên đó đã cho bạn cái cách đi, dẫn dắt bạn đến gặp thầy Trần Hữu Bân. Hiểu được cái phương pháp nó đơn giản như vậy, tự nhiên cứ nghĩ phức tạp. Các bạn thấy không ạ? Riêng cái việc bán lực cho sư thôi, các bạn đầu tiên nhắc lên một cái bán lực cho sư, tôi khẳng định 10 bạn trong này, cả 9 bạn bảo bán làm sao nổi, đến để tổ ông đánh trong trận là đâu có tóc đâu mà bán, đúng không ạ? Thế này không chịu suy nghĩ gì là bắt đầu nói luôn, đưa luôn lý do cho chúng ta gặp cái khó khăn đầu tiên gặp khách hàng, đó là giải quyết lý do cho họ. Họ bảo ôi không bán được đâu, hàng này đắt lắm. Rồi ôi hàng này khó lắm, ôi hàng này nhiều không dùng không biết, ôi hàng này đủ thứ chuyện. Giống y như một số ba cái anh vừa rồi đi bán được cho sư, đúng không ạ? Người ta đưa bài toán ra một cái là bắt đầu có anh nghĩ là khó, vò đầu bứt tai, làm sao bán được cho sư được. Đấy, nhưng kết quả thì sao, các bạn thấy không ạ? Nếu một người nào nghĩ một chút thì họ sẽ có một thị trường rất lớn. Mà bạn nào không chịu nghĩ mà đưa ngay ra miệng, không đưa lên não, là bạn ấy nghĩ ngay được vấn đề khó khăn ngay ở trước mắt. Cho nên cái bán hàng khó nhất bây giờ là chính là bán hàng cho ai. Chúng ta giải quyết vấn đề bán hàng cho chính chúng ta. Bán cái gì cũng vậy. Các bạn ý những cái bạn mà tiếp thị ở ngoài đường nó khác nhá, hoặc tiếp thị một ngành nào đó khác nhá. Tôi khẳng định những bạn tiếp thị trên vô tuyến ấy mà quảng cáo nồi xong chưa chắc họ đã dùng. Cái đấy là chắc chắn.
Vì tôi nhớ là một bạn của là bà thím của tôi, gọi là thím tôi nhưng tuổi trẻ hơn tôi, làm diễn viên. Tôi bảo lạ tại sao thím có đau lưng đâu ạ. Lên quảng cáo đau lưng, uống thuốc đau lưng, à, mỏi quá. Xong tôi mới tưởng thím tôi bị thật. Tôi bảo ô thế hôm qua thím bị đau lưng, thế sao thím không bảo cháu. Thím thật sự đau xương đau lưng là cái chuyện thuốc tây là khó giải quyết lắm, chỉ chống viêm thời gian thôi. Ở đây rất nhiều bác sĩ đang tham gia đúng không ạ? À, bác sĩ Nghĩa, bác sĩ Hạnh, toàn các bác sĩ đầu ngành mà lại còn dùng sản phẩm, cũng chia sẻ sản phẩm, kinh doanh sản phẩm này rồi. Các bạn đã bác sĩ đều biết. Và tôi ngạc nhiên, tôi hỏi thím tôi bắt đầu kể ra là diễn mim à? Có dùng đâu. Chính vì vậy thím tôi có biết bán cái đó đâu. Vì diễn mim à. Cho nên ngày hôm nay các bạn muốn làm được sản phẩm tốt, các bạn muốn làm được kinh doanh tốt, các bạn phải là sản phẩm của sản phẩm. Các bạn phải diễn đúng vai của mình. Đừng có quá lố, mà đừng có quá nói quá không quá sự thật. Cho nên là quan trọng nhất là nhà các bạn có dùng không. Và nhà bạn Thái vừa rồi đã trải nghiệm với bạn xem. Đấy là bài học đầu tiên chúng ta muốn. Nếu chúng ta muốn làm cái gì chúng ta phải dùng đó. Hoặc chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải sử dụng kỹ rồi bắt đầu chia sẻ. Cho thật sự bán hàng nó là một nghệ thuật. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Nó là một nghệ thuật. Và nó là một lĩnh vực khoa học đấy nhá. Tôi không nói là nó là quá, nhưng thực tế nó là một khoa học. Nếu mà nghiên cứu vô cùng thấy hay và làm sáng tỏ vấn đề của những người khác và kéo họ tin vào theo giải pháp của mình, đấy là định nghĩa bán hàng. Các bạn thấy đúng không ạ? Đúng, tôi xin là tín hiệu số 4. Và cũng là lời chào đến các bạn, tôi muốn ban tổ chức cho tôi xin cái slide, tôi chia sẻ nó dễ hơn. Rồi. Ai vào kinh doanh cái gì cũng lo không bán được. Bán bất kể cái gì họ đều cảm thấy nó không bán được đúng không? Rồi, trình độ của công nghệ của tôi có hạn cho các bạn thông cảm đúng không ạ? Tôi còn chả biết chỉnh to, mặc dù ấn F5 chưa thấy được. Tôi dùng thế này cũng được, các bạn nhìn theo ạ. Chúng ta bàn luận với nhau về bán hàng hôm nay được không ạ? À, bán hàng thật sự nó là một trong những ba kỹ năng vua. Mà phải nói là không phải là trong cái ngành nghề này đâu ạ. Mà ngành nghề nào cũng cần cái kỹ năng này. Kỹ năng vua là kỹ năng gì các bạn biết không ạ? Kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng bán hàng. Thì một trong những kỹ năng mà chúng ta cần lưu ý, mà nó là một cái mắt xích mà chúng ta để có thể phát triển công ty cũng như phát triển doanh số, đó là bán hàng. Thế thì ngoài ra thì các bạn thấy không ạ? Công việc trong kinh doanh Amway này cũng không có cái gì khác ngoài việc bán hàng. Nó cũng là quan trọng, nếu không bán hàng thì không giải quyết được cái vấn đề khác. Nhưng mà bán hàng đó dựa vào cái gì? Dựa vào sự bảo trợ và dựa vào sự chăm sóc. Cho nó giống như là ba anh em với nhau, các bạn thấy không ạ? Cho hệ thống cờ đông A đó là biểu tượng của tam giác vàng. Tam giác vàng. Đó là phải bán hàng, bảo trợ, chăm sóc. Trước tiên vẫn phải bán hàng, chăm sóc họ rồi mới bảo trợ. Nó liên quan đến nhau đó. Các bạn bỏ chân nào không được đấy ạ. Các bạn chỉ đi bảo trợ không bán hàng cũng vất. Các bạn chỉ bán hàng không bảo trợ cũng vất. Mà bán hàng rồi, bảo trợ rồi, xong ngon lành rồi, không chăm sóc họ cũng vất. Cho công việc cơ bản làm là cái gì trong Amway? Chính vì vậy chúng ta phải xác định rõ chúng ta vào đây để làm gì. Không phải làm để tiếp thị. Mà chúng ta phải tạo một công việc bán hàng này là một nghệ thuật. Giống định nghĩa của nó. Và nghệ thuật bán hàng này nó rơi rộng rơi với chính trên con người chúng ta. Họ nhìn con người chúng ta là họ biết có dùng hay không. Cho nên cái khó nhất của những người mới làm Amway đó là ngại dùng sản phẩm. Thế phải mua sản phẩm dùng à? Thế theo các bạn không mua sản phẩm dùng thì các bạn có phải dùng các sản phẩm khác không? Các bạn có dùng mỹ phẩm khác để bôi mặt không? Có. Các bạn có phải dùng nước rửa bát khác để rửa bát đâu.
Có. Khoanh tròn chỗ nào nhỉ? Ok. Cảm ơn mẹ Tùng. Thế là Tùng có giúp đỡ tôi hỗ trợ. Thế thì các bạn cảm thấy là chúng ta cần những cái việc đó thì điều khách chúng ta có cần như vậy không? Chúng ta phải thể hiện cho họ hiểu là cái bán hàng trong này nó đơn giản đến mức độ rất rất đơn giản ở chỗ giải quyết mỗi vấn đề chỗ mình. Chính chúng ta có dám mua dùng không ạ? Chúng ta không dám mua để dùng thì liệu chúng ta bán cho ai? Theo các bạn thử nghĩ xem, các bạn không mua dùng thì các bạn bán cho ai? Vì nó là một ngành kinh doanh đặc thù của nó là không có cửa hàng, không mặt bằng, không có những cái cửa hàng khác như chúng việc khác. Nhưng chúng ta phải có sự kích phát, giống cái xe ben, ta phải kích phát giống như bây giờ các bạn thử xem ạ. Các bạn không ai thích Amway cả. Nếu mà nó bình thường cơ đơn giản, nói cho người ta cảm thấy Amway là tiếp thị thì không ai mà thích một tí nào hết. Nhưng khi các bạn cho họ đi học tập, các bạn dùng đòn bẩy, các bạn dùng kích phát, các bạn sẽ tạo nên một cái con người họ hoàn toàn khác. Ra đại lý cũng vậy, các bạn đứng đờ ra, các bạn không bán gì, các bạn để im đấy không ai hỏi. Nhưng nếu các bạn chỉ mở miệng ra, chị ơi em có hàng mới, họ đã thấy khác, đó là kích phát. Nhưng mấy ai cô nào nhân viên tiếp thị hoặc siêu thị đến mời các bạn như vậy không ạ? Vì họ chỉ ăn lương, họ không tâm tâm bán hàng là quan trọng. Cho nên có chỗ nào có doanh số cao thì họ mới quan tâm việc bán hàng mời chào, còn nếu không thì kệ, hết giờ là về, hết giờ là về. Cho nên cái chuyện họ làm diễn viên là chuyện bình thường, họ diễn bất cứ lúc nào và họ diễn không thật. Chính vì vậy không giữ được khách hàng. Còn chúng ta là phải đi bán hàng, bán tận chân tơ kẽ tóc, chăm sóc tận răng cho khách hàng, cho nên chúng ta phải diễn thật. Nếu diễn thật mà chúng ta không dùng thì chắc chắn là khách hàng sẽ không có niềm tin. Cho nên bán cho mình thật sự là khó. Có những người mấy năm không bán được hết, người mấy năm không dùng hết sản phẩm của ông Quay, có nghĩa các bạn thì chưa bán lại cho mình. Sờ cái gì cũng đắt, bạn thấy không ạ? 6 triệu một độ, hơn 6 triệu, à, gần chục triệu cả mắt, cả mặt bộ LX, anh Thái vừa đưa cho bạn xem. Tự dưng da của anh đẹp như vậy á? Không có đâu. Trước đây là gì? Hút thuốc, uống rượu, mặt xám lạm ra và ngông nghênh, ngông cuồng, thần thái coi như là chỉ muốn đánh nhau với người khác thôi. Tôi đến luôn cơ chỗ cơ quan, tôi nhìn luôn, tôi không sợ, tôi bảo luôn mày với trạng thái này mày làm quay là không được rồi. Thế chị và em làm thế nào? Mày học tập nghiêm túc, tụt mình xuống, cho xuống cấp độ số không, giống như cốc nước của mày đang đầy ấy, mày đổ cốc nước khác vào uống được không? Đổ đi. Và bắt đầu nghe răm rắp, vâng em nghe chị. Và đến bây giờ thật sự bạn ấy thay đổi một cách ngoại mục, tự nhiên biết bán hàng, tự nhiên biết ăn nói. Nghe bạn ấy nói có hay không ạ? Quá hay. Giờ rất nhiều bạn trai tôi vừa mời mấy bạn vào nghe, bạn ấy bảo đang đá bóng. Họ thật sự không hiểu được giá trị gì hơn giá trị gì. Đá bóng thì cũng tốt, nó là một cái thể thao để cho mỗi người, nhưng cũng có thể xem lại được mà. Nhưng cơ hội thì không quay lại. Các bạn không có ngày hôm nay khẳng định, không ai ghi âm, cũng các bạn không sao chép được lại, các bạn không thể nào nghe lại. Mà có tua lại bài này nữa, tôi khẳng định các bạn phải mấy tháng nữa. Chúng tôi cũng rất bận, không phải ai cũng có thời gian để ngồi chia sẻ giao lưu. Rất nhiều kinh nghiệm các bạn. Cho các bạn phải làm một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn các lãnh đạo hy sinh cho những cái chương trình để chúng ta học tập. Và chính chúng ta, vỗ tay chính chúng ta là những người chăm chỉ học tập, bỏ thời gian ra để lấy được cái to hơn. Đằng sau việc bán hàng nó là cái gì? Các bạn có thể không làm Amway không sao cả. Nhưng các bạn có cần bán hàng không ạ? Các bạn rất cần. Các bạn đi làm cần bán hàng không ạ? Các bạn phải nói sếp, lệnh sếp nó ngon lành không ạ? Các bạn muốn lên chức không ạ? Các bạn bán gì đấy ạ? Các bạn bán các bạn đấy à? Các bạn bán chính mình đấy à? Các bạn đi bán thân đấy à? Hay nói dùng đúng nghĩa là bán thân. Vì muốn bán được thân, các bạn phải xây dựng thương hiệu cho mình. Và việc đầu tiên xây dựng thương hiệu là rất quan trọng. Muốn vào làm Amway, các bạn xây dựng thương hiệu cho mình, đó là người dùng sản phẩm, sản phẩm của sản phẩm, đó là thương hiệu chuẩn nhất. Đi đâu cũng nói được, gặp khách nào cũng chơi được. Trong kỹ năng bán hàng hiệu quả thì thế nào? Kỹ năng bán hàng thì ai cũng có, nhưng kỹ năng bán hàng hiệu quả thì thế nào? Các bạn thấy không ạ? Nó rất phức tạp đấy. Chúng ta định nghĩa một chút về bán hàng là gọi hiệu quả đúng không ạ? Người bán hàng giỏi là người biết gì? Biết lắng nghe tốt nhất. Ngày xưa tôi không biết lắng nghe vì vốn dĩ là tôi nói nhiều. Tôi thì khác anh Thái. Tôi cũng chửi ngang ngửa anh Thái, nhưng mà tôi biết kiềm chế một chút, tôi làm bà. Tôi làm hàng một tí tôi lấy chồng được đúng không ạ?
Cho nên tôi yêu là 10 năm rồi tôi lấy, tôi vẫn giữ được một công đấy, chứng tỏ là tôi đó có thay đổi. Nếu không thì ông cho về vườn. Và hôm nay tôi mới thấy là gì, vào môi trường này tuyệt vời, tôi giải quyết tôi giờ vấn đề là gì? Tôi biết lắng nghe. Lúc đầu tôi bán hàng tôi không biết đâu ạ. Tôi vì là một người thô sơ, tôi chỉ biết là sản phẩm tốt, tôi chia sẻ, sản phẩm tốt chia sẻ. Và khách vừa nói phát là cãi nhau với khách. Cứ khách há mồm ra là tôi coi như là tống cả tủ lạnh vào mồm người ta. Đấy. Cho nên cái việc bán hàng của tôi lúc đầu là không gặp khó khăn nhiều, nhưng mà nó sẽ không giữ được khách. Đấy, nó lại khác điểm thế. Các bạn hát bán được mà giữ được người ta, mà đi theo các bạn trong suốt cuộc đời thì đấy mới là giỏi. Cho nên cái việc lắng nghe là rất là quan trọng. Các bạn cứ nghe đi đã. Các bạn xác định rằng là nghe lúc luôn luôn là cái tuyệt vời nhất khi mà chúng ta đối gọi là giao tiếp. Vì chúng ta thấy mà ông trời cho chúng ta hai cái tai, không phải vô duyên cho đâu. Hai cái tai một cái mồm, cho nên nói ít thôi, nghe nhiều. Đấy mới là quan trọng. Cho nên là chúng tôi từ ngày xưa không biết điều đó. Cứ hai cái hàng mở ra là tôi đúng thật đấy, anh Vương. Tôi tống cả tủ lạnh vào mồm người ta, người ta không có thời gian nói nữa. Mình không nói thì không hiểu thì người ta sao biết người ta cần cái gì. Đấy, cho thế nào là mua hàng. Các bạn phải xác định rõ mua hàng là gì. Cũng là một quá trình, đúng không ạ? Mua hàng là một quá trình khách hàng ra quyết định. Thế làm nào để cho họ ra quyết định? Để họ biết được là đổi một số tiền nhất định của họ, lấy một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó để thỏa mãn nhu cầu của họ. Cho chúng ta không học, chúng ta không nghe, làm sao biết nhu cầu của họ? Không biết nhu cầu của họ thì làm sao ta làm thỏa đáng, thỏa mãn cái khả năng của họ? Và làm sao dẫn đến cho họ một quyết định sáng suốt để họ đồng hành chúng ta? Và khách hàng mua gì? Họ mua giải pháp. Các bạn biết họ đau lưng, họ đau bụng là vì sao? Các bạn không nghe họ thì làm sao biết họ có những cái họ nhu cầu? Bạn đưa giải pháp cho đúng nhu cầu của họ. Nguồn gốc tại sao đau lưng đau bụng, chứ không tự nhiên đau lưng đau bụng. Và chúng ta là phải người đi giải quyết vấn đề trước khi gặp bác sĩ, có đúng không ạ? Cho nên bác sĩ vào đây là rất đúng nghề luôn. Nhưng mà phải làm trái, nghĩa là làm khác với bác sĩ một chút. Bác sĩ bình thường chỉ vào hỏi về thăm khám, đúng không ạ? Phân như thế nào, anh chị có ngủ được không, đủ thứ thứ. Nhưng vào đây bác sĩ là vất vả hơn một chút. Các bác sĩ phải tận tâm với khách hơn nữa. Tìm hiểu trước khi xử lý vấn đề cho họ. Bác sĩ làm hai giai đoạn. Còn chúng ta làm hộ bác sĩ một giai đoạn đầu. Đó là cho họ những giải pháp. Còn ai mà bị bệnh nặng quá, tất nhiên phải nhờ đến bác sĩ. Giải pháp thứ hai đó là nhờ bệnh viện. Chính vì vậy lúc đầu chúng ta phải giải quyết được vấn đề trước khi là phòng bệnh và trước khi đến bác sĩ. Họ phải hiểu được tại sao họ như vậy. Và họ biết tự giải quyết vấn đề của họ. Làm giảm thiểu tối đa cho việc cho bác sĩ, đúng không ạ? Đấy, cho họ tự biết được nguyên lý cơ bản. Uống nước như thế nào, ngủ như thế nào, chăm sóc họ như thế nào, tập dục như thế nào cho tốt. Cái điều này nó giảm bớt cho công việc của bác sĩ. Các bạn thấy chúng ta đang làm việc tốt đúng không ạ? Và các bạn phải khách hàng mua những cảm giác của các bạn. Các bạn thấy anh Thái chia sẻ cảm xúc, cảm giác đấy không? Cảm thấy nếu mà đồ ăn thì phải cháy nước miếng. Còn nếu mà là sản phẩm bôi thì phải muốn thèm bôi ngay. Mặc dù không biết là nội dung ấy, nó làm bằng vàng 24K như thế nào. Cho nên khách hàng chúng ta mua cảm giác, mua giải pháp. Nếu ta không học chương trình bán hàng, không học cái chương trình của công ty sản phẩm như nào, làm sao ta đưa giải pháp cho họ được? Và thế nào là bán hàng? Cũng là một quá trình mà người bán hàng phải tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng phát triển và hoàn thành quyết định mua hàng của họ. Đây mở ngoặc gọi là chốt hàng. Cho nên cái vấn đề này mọi người, nhiều người bolo bala nhưng quên mất mục chốt. Vì để cho họ quyết định nó không phải dễ. Nếu đoạn đầu các bạn không làm được, các bạn không tìm nhu cầu của họ, các bạn không đi được vào tâm của họ, các bạn không mở lòng cho họ thì các bạn không bao giờ chốt được. Cho nên mở bài không có, đừng lo, đừng nghĩ đến kết luận. Và bán hàng cũng là quá trình trao đổi, đúng không ạ? Trao đổi, bán hàng là tìm hiểu thỏa mãn nhu cầu.
Bán hàng là xây dựng quan hệ lâu dài. Đó là cái bán hàng cơ bản nhất. Trong Amway, các bạn phải biết trao đổi, giao lưu nhu cầu họ, tìm hiểu nhu cầu của họ, rồi mới xây dựng quan hệ, cộng thêm với cái giá trị các bạn đưa cho họ, thì các bạn sẽ giữ được khách hàng lâu dài. Cho nên việc chăm sóc khách hàng rất quan trọng. Bảo trợ người ta vào rồi thì dễ, nhưng chăm sóc họ không dễ. Các bạn bán hàng ngoài truyền thống, các bạn thử xem, các bạn có thể mở phòng khám, các bạn có thể làm bất cứ việc gì, nhưng các bạn duy trì được khách hàng, các bạn có tin là mai khách hàng vẫn sang phòng khám khác để khám không? Các bạn có tin được là khách hàng có thể vẫn sang phòng nhà khác để dùng hàng phẩm không? Vì các bạn không có cái lý do gì để giữ họ. Còn chúng ta, thứ nhất, nó có mã số để giữ họ. Mã số liên kết giữa họ và mình. Họ có dù đi trên trời bóc bể, họ vẫn dùng sản phẩm này liên quan đến mình. Đó là sự hào hứng khi bán hàng. Thứ hai, họ lại có được sự chăm lo thỏa đáng, chăm sóc từ giấc ngủ. Chị ngủ có ngon không? Làm gì có khách hàng nào, làm gì có đối tác nào gọi hỏi, có đại ý nào gọi hỏi các bạn hôm qua chị ngủ ngon không? Mai chị vào học nhá. Có không ạ? Đó là điều không có. Cho nên chúng ta biết việc bán hàng quan trọng như là nó khác với bán hàng truyền thống. Nếu chúng ta không chăm chút như vậy, thì những người làm truyền thống là những người bán hàng qua mạng, những người bán hàng người ta gọi là qua Facebook, hoặc những người bán hàng trên gì vô tuyến người ta quảng cáo, thì họ sẽ len lỏi rất nhiều những người mua hàng. Các bạn rất khó để gặp được khách hàng. Và cái mô hình ngày xưa chúng ta nhìn đấy ạ. Ngày xưa thì người ta, các cụ hay nói gì? 100 thằng bán 1 vạn người mua. Người bán rất ít và người mua rất nhiều. Cho cái việc giao tiếp nó chả cần thiết. Nó chỉ chiếm 10% thôi. Giống như cái thái độ anh Thái lúc đầu bán thì bán thế được rồi. Nói thẳng luôn, mua lấy. Giao tiếp không cần. Chửi nó vẫn mua. Đấy mới tài. Và đánh giá cũng không cần nhiều. Vì nó chả có nhiều sản phẩm để họ lựa chọn. Đúng không ạ? Xã hội người xưa đơn giản lắm. Và phần trình bày cũng không cần phải biết ăn nói nhiều. Những phần kết thúc là các bạn thấy họ phải làm rất nhiều động tác. Đúng không ạ? Chăm sóc rất là mệt ngay tại chỗ, và các bạn ấy phải biết là gì? Vận chuyển hàng, đưa ship hàng cho họ. Tất nhiên là cái điều đó mình bây giờ mình vẫn cần. Nhưng nó không hiện đại cho bây giờ. Cái mô hình này nó rất hấp dẫn người khác, vì nó chỉ cần là gì, có tiền, có mặt bằng mở ra là được, không cần trình bày nhiều, không cần nói nhiều, không cần mời chào thằng nào hết, mà chỉ cần là gì, nhu cầu có sẵn đến là kết thúc dễ thôi. Ví dụ hôm nay tôi hết nước mắm, tôi ra mua nước mắm, đó là nhu cầu có sẵn. Nhưng bạn có tiền để học, bạn có điều kiện để làm đại lý không, để làm cái nhu cầu cũ rồi có sẵn không? Bạn phải học cách kích phát nhu cầu. Người ta không có sẵn, người ta vẫn còn nước mắm mà vẫn mua nước mắm của bạn, thì đấy mới là gọi giỏi. Và thầy Trần Hải Vân của chúng ta, thầy Trần Hải Vân đưa ra phương pháp đào tạo bán hàng cực kỳ đỉnh cao. Các bạn nên học cách của thầy. Và muốn học trực tiếp, các bạn sẽ học vào ngày 5 tháng 12 này. Gặp đích thực thầy của thầy của thầy của tôi. Các bạn sẽ thấy được cái cách bán hàng của thầy như thế nào. Và mô hình bán hàng kiểu mới. Đây là nói chung chứ không nói về Amway. Thì 40% là xây dựng lòng tin. Các bạn đến phải à ơi xôi chè, tìm hiểu nhà người ta, tình yêu thương đầm thắm đủ đủ thứ, mở hết lòng tim gan khèo phổi ra, dở hết các chiêu. Bán hàng rất nhanh, nhưng mỗi tội xây dựng lòng tin là lâu. Có thể 1 năm, cũng có thể 1 tháng, cũng có thể 2 ngày, cũng có thể 2 phút, có thể 1 phút đầu tiên. Tùy khả năng các bạn nhé. Cho nên xây dựng lòng tin của các bạn, đó là do các bạn xây dựng được thương hiệu sẵn đi đã. Chứ các bạn không dùng sản phẩm, nó có thương hiệu các bạn không có. Các bạn nói nó không lưu loát, các bạn nói nó không vào lòng người. Chứ không cần nói hay, trong cái này không cần nói hay. Chỉ cần nói đúng, nói đủ, đúng trọng tâm, đủ thông tin là đi vào lòng người. Và bán giải pháp cho họ. Cho nên là cái xây dựng lòng tin nó chiếm nhiều phần trăm hơn nhiều, ngược lại với bán hàng truyền thống. Và xây dựng nhu cầu cũng chiếm nhiều, xác định được nhu cầu của người ta. Thông qua cái việc mình chưa tìm được thì phải hỏi con cháu người ta, hỏi hàng xóm láng giềng, rất nhiều cách các bạn làm. Bạn đã thử trải nghiệm sẽ biết.
Và khi trình bày giải pháp, các bạn phải trình bày rõ ràng là dùng cái này để có tác dụng gì. Rồi bạn mới xác nhận được và kết thúc rất đơn giản. Chứ cái phần kết thúc chốt hàng đứng chiếm ít thời gian đó. Khó là khó cái phần xây dựng lòng tin. Và tính quan trọng của việc bán hàng trong công việc này là gì? Thật ra nó rất quan trọng. Nó là nền tảng để xây dựng sự nghiệp Amway. Vì thu nhập đến từ sự nghiệp bán lẻ. Nếu các bạn chia sẻ cho nhiều người, cá nhân thôi, các bạn bán cho từng nhà một, các bạn chỉ chia sẻ cho 10 đến 20 người thôi là các bạn đã có một sự nghiệp rồi. Nguồn gốc của giá trị điểm hay gọi là BV, nó là chỗ bán hàng. Các bạn không bán hàng thì các bạn không thể nào mà hiểu được. Không thể nào mà có tiền được. Công ty nó giả tiền cho cái gì? Cho cái việc doanh số bạn có hay không? Chứ không giả tiền cho bạn hay, nói hay. Đúng không ạ? Mà giả tiền cho việc làm hay. Nó không giả tiền cho các bạn lôi kéo nhiều người vào mà lại không biết bán hàng. Đấy, có ai mà làm thẻ nhiều, mở nhiều đại lý mà không có bị doanh số không? Nếu không có doanh số BV thì Amway nó không biết các bạn là ai. Và nó không giả tiền vào tài khoản đâu, nó không teng teng vào mùng 10 hàng tháng đâu. Cho nên đừng hỏi lý do tại sao công ty ghét mình không giả lương. Là vì cái thu nhập nó đến từ cái việc chia sẻ sản phẩm. Cho nên tính quan trọng có quan trọng không ạ? Các bạn thấy quan trọng không ạ? Quan trọng cho tôi ấn số 6 cho tôi. Bạn là thứ việc Amway quan trọng. Tôi không nói cái gì nhất ở đây. Nhưng mới vào làm công việc này mà không làm được cái động tác này thì nó là khó khăn đến việc sau. Rất rất khó khăn. Vì các bạn xây dựng một cái lượng khách hàng, một lượng nhà phân phối vào đây làm gì? Vào đây để họ dùng sản phẩm mà bạn không dùng, không bán được cho bạn thì nền tảng lấy ở đâu ra? Sự nghiệp ở đâu ra? Các bạn bán cho chính bạn mà các bạn phải giả cái số tiền đó cho vào cái tủ hàng của bạn chứ không phải là bán là mất luôn đâu nhé. Rất nhiều mà người bạn nào vào đây dùng là cứ bảo sản phẩm đi đâu. Các bạn mua về 10 triệu, các bạn dùng hết 10 triệu, các bạn phải giả tôi 10 triệu vào cái tủ hàng đó. Cho nên đằng sau tủ hàng các bạn là phải có hàng. Các bạn cảm thấy quan trọng thì ngay từ lúc này các bạn về lập tức đầu tư để dùng cho mình. Đầu tư vào con người mình là đầu tư thông minh nhất, không mất đi đâu được. Mình đẹp thì mình hưởng. Có đúng không ạ? Giống như bạn MC là người của tôi. Trước đây bạn cũng rất tự ti, không biết ăn nói, bạn ấy ngại lắm. Và khi nghe học tập, khi nghe nhiều bạn mới hiểu là gì. Con gái xinh đẹp như vậy mà chẳng nhẽ thành một chỉ là một bình hoa sao? Cho nên người ta mới nói là có cái câu cái gì ạ? Con gái người ta không chịu. Giờ con gái không dựng như ngày xưa. Có những người sao ạ? Muốn trở thành bình hoa đẹp đúng không ạ? Là người hay ra ngoài đường trăng hoa, gọi là thích ngắm nghía đấy. Người ta gọi là bán thân đấy. Có nghĩa như có những người như vậy thì làm bình hoa đấy các bạn chắc không thích rồi. Tôi không thích. Nhưng mà có cái câu nói là gì? Nếu mà các bạn biết chăm sóc bản thân mình gọn gàng, chồng yêu thì các bạn có thích làm bình hoa đấy không ạ? Các bạn có thích về già trở thành bình thuốc không ạ? Khi bạn biết kiến thức thì về nhà không phải uống thuốc, về già không phải uống thuốc. Còn không biết kiến thức, về già hết thuốc rồi lúc kia con đến với bố mẹ chỉ tặng thuốc. Con biếu bố mẹ ít tiền để mua thuốc. Các bạn thấy cái câu đấy không ạ? Các bạn có mong muốn về già mình thành bình thuốc không? Cho nên là đây là cái lý do các bạn bán cho bản thân mình để về già. Các bạn không trở thành bình thuốc. Hãy bán cho mình đi. Quyết định ngay từ bây giờ, không phải suy nghĩ nữa. Không có tiền đi vay thì nếu các bạn đi ra bệnh viện, các bạn có mặc cả bác sĩ là tôi phải cho tôi về thôi thì xem có thu xếp được tiền tôi đến chữa không ạ? Bác sĩ bảo thế thì cứ vay. Có tiền ra mua thuốc, không thuốc thì khỏi, không thì không khỏi bệnh. Có ai mặc cả để bác sĩ không? Trong này có rất nhiều bác sĩ. Cho các bạn không mặc cả để bác sĩ mà bây giờ các bạn có sản phẩm tốt cho gia đình mình mà các bạn lại mặc cả với chính bản thân mình, mặc cả với cuộc sống của mình. Thì liệu chúng ta xây dựng một sự nghiệp nó có vững bền không ạ? Cho nên quan trọng của nó chính là sức mạnh của việc sao chép. Nếu chúng ta không làm, không mặc cả cái điều đó, chúng ta chỉ cần dùng sản phẩm thôi, sao chép ra 10 bạn khác là các bạn đã có doanh số lớn rồi. Bạn nào cũng dùng 3 triệu thôi thì 10 bạn các bạn đã có 30 triệu là 33 triệu rồi. Các bạn đã có 3 triệu tiền lãi rồi, coi như dùng miễn phí rồi.
Bạn nào dùng 3 triệu một tháng và giúp cho 10 người hiểu dùng 3 triệu cho gia đình nhà họ, bạn đã được 33 triệu doanh số, bạn đã được 3 triệu tiền lương. Có phải dùng miễn phí không ạ? Một cách dùng thông minh tuyệt vời nhất chưa bao giờ tôi thấy. Các bạn đã từng dùng cái sản phẩm gì mà dùng được lấy lại tiền chưa? Bao lâu là các bạn đánh răng cho những cái hãng BS hoặc những hãng khác, các bạn đã thấy người ta đến gọi nhà trả tiền cho các bạn ạ. Còn đây các bạn chỉ cần dùng đúng hãng này thôi, các bạn chia sẻ cho mọi người dùng thôi, thì cứ 10 tây hàng tháng họ gõ cửa vào tài khoản các bạn, teng teng teng, họ trả lương, các bạn không nhận nó bắt nhận. Giống ngày hôm nay anh Thái không nhận 50 triệu một tháng, họ cũng nhét vào tài khoản của bác ấy, của bạn ấy. Có sướng không ạ? Với mấy năm kinh nghiệm bạn để chia sẻ cho 10 người, không phải 10 người, bạn chia sẻ cho rất nhiều người. Nhiều ít do các bạn sao chép. Các bạn bạn cứ dạy cho mọi người dùng với bạn đấy là được rồi. Làm nào nhà người ta có sản phẩm là ok. Có khó mà có cần phải đầu tư nhiều không ạ? Cho nên muốn bán hàng thì chúng ta nhất định phải trở thành gì? Người chiến thắng. Phải trở thành chuyên gia. Rồi các bác sĩ muốn mổ được người, các bác sĩ phải học đúng không? Học 7 năm rồi các bác sĩ phải thử nghiệm. Chắc chắn sẽ có người chết. Các bác sĩ thông cảm, tôi có phải chia sẻ nếu không thật hay không thì các bác sĩ thì cũng thông cảm. Nhưng mà thông qua những người chết đó thì bác sĩ mới trở thành chuyên gia. Cho nên chúng ta bán hàng cũng vậy, sẽ có người không mua, không sao cả. Nhưng sẽ có người mua. Thông qua những người không mua thì mình rút kinh nghiệm, mình về mình đi học như thế này, mình mới về mình mới lại chia sẻ tiếp và tạo lên một cái trải nghiệm, và kinh nghiệm trải nghiệm đó dẫn bạn đến thành công. Cho nên phải trở thành một chuyên gia thông qua việc chiến thắng chính bản thân mình, vượt khó khăn để đi giải quyết vấn đề của bản thân, đó là ngại đi bán hàng. Các bạn bán cho các bạn sẽ hết ngại hết. Vì mình là người khó nhất rồi. Bán cho chính mình là người khó tính nhất. Đặc biệt bán hàng, tôi thấy là bán hàng cho người Bắc Kỳ là khó hơn. Đúng không ạ? Vì tôi cũng là dân Bắc Kỳ. Rất chắc chắn. Đặt lên đặt xuống, cân nhắc. Nhưng người miền Nam dễ hơn. Họ rất thoải mái. Họ rất cởi mở. Chính vì vậy chúng ta có thể chia sẻ cho mỗi vùng miền khác nhau. Nhưng tựu chung yêu cầu, phải yêu cầu dùng đúng cách và chia sẻ đúng cách, thì cho dù người miền nào tôi khẳng định cũng thích dùng sản phẩm này. Và bài và chứng minh đây, trong phòng này có rất nhiều người miền Nam, miền Bắc, miền Trung, có đúng không ạ? Chúng ta đã làm quen lúc đầu, MC đã chia sẻ đó là rõ ràng vẫn có người dùng. Người Bắc Kỳ khó khăn vẫn có người dùng và vẫn có người thành công, đúng không ạ? Đúng, Bắc Kỳ phải tự hào là Bắc Kỳ là người đã làm là làm đến nơi đến chốn, đúng không ạ? Cho nên là thôi, các bạn chia sẻ cho những người nào càng chê các bạn càng chia sẻ, vì những người đó là những nhân tài đấy. Thường nhân tài là hay có tật hỏi nhiều lắm, nói nhiều lắm, không sao, mình cứ nghe được rồi, mình có hai tai cơ mà, mình cần gì phải nói cho họ nói. Và đây, muốn trở thành chuyên gia phải đi học. Tôi bỏ ra 24 triệu đi sang Thượng Hải, thăm thành phố của Thượng Hải. Đây là đường phố của ông Lỗ Tấn. Ở đây ăn đậu phụ thối. Hai vợ chồng tôi đấy ạ, đứng cạnh thầy, người dẫn dắt trên tôi là tiếng dưới của thầy Trần Hữu Vân. Các bạn có không biết cô này với nước ngoài cơ. Trong đây có tầng này người đi chủ yếu đi chơi, nhưng trong này có 3 người dẫn lên ML. Một anh áo kẻ là một giảng viên phó khoa của trường đại học công nghiệp, và một chị cầm quạt ở giữa là một chủ doanh nghiệp. Chị cũng lên ML. Ngoài truyền thống chị kiếm không có dưới 600 triệu một tháng, mà chị dám để đi chơi như này để tìm ra một sự nghiệp mới lớn. Và tôi đứng ngoài cùng, chia ra 3 mảng, 3 ông tôi đều lên ML. Thời điểm đó dám bỏ tiền ra 24 triệu ngày đó đi Thượng Hải. Để làm gì? Để học tập. Và khi học tập rồi, tin tưởng rồi, về 100% dùng sản phẩm. Vì dùng sản phẩm là gì? Vì biết rằng sự nghiệp này, sự nghiệp chia sẻ, mà không dùng thì làm sao mà tin? Không tin thì làm sao dám đổi? Phải đi học để tin, tin để đổi, đổi thì mới dùng, dùng thì mới cảm thấy nhất, nó mới hiểu, hiểu mới biết nói. Cho nên là mồm nói được là do mình tin, mình dùng, mình biết. Cho các bạn đừng có lo đi học làm cái gì xa xôi.
chính mình là người trải nghiệm, mình nói được là mình biết là mình dùng được, mình chỉ chia kể, sẻ mỗi câu chuyện của nhà mình mà thôi. Không cần phải đưa chuyện, không cần phải kể nhiều. Tích lũy những điều tâm đắc, đặc điểm của sản phẩm sử dụng và đưa phương pháp sử dụng cho người ta. Cho tại sao Amway tồn tại ở Việt Nam, tại sao Amway có nhà máy Việt Nam mà nước khác không có? Nó vì người Việt Nam là người gì ạ? Rất đông dân nghèo đi. Và người Việt Nam rất tốt tính, rất thích chia sẻ. Các bạn thử mặc cái áo đẹp xem có đi khoe lửa xóm không? Tôi ở tôi khoe, cô cháu mặc cái này thoáng quá, mát quá. Mùa đông nhưng mặc cái này sướng lắm. Đấy. Chính vì thế là khoe. Chứ cái việc của mình chỉ cần dùng đổi rồi biết rồi tự nhiên khoe. Cái công việc hàng ngày mà có cái gì đâu. Và tôi làm đúng như các thầy dạy. Mua một đống về các bạn thấy không ạ? Thích chi có, dinh dưỡng có, cá nhân có, rồi gia dụng có, mỹ phẩm có. Để các bạn nhìn tôi bắt đầu lúc đầu làm sự nghiệp đấy. Ngày đi làm về rất bận rộn. Buổi tối về là bắt đầu chuẩn bị hàng để mở hộ gia đình. Không lúc nào nghỉ. Vì tôi yêu. Tôi sang tôi nhìn thấy từ cái KFC họ cũng dùng nước xịt ở các thứ của hãng này. Tôi bảo thế này dùng được, chơi được. Bên Thượng Hải mà họ dùng được là mình chơi được. Và mình chỉ về làm theo họ thôi. Xem người Diamond ta hàm như nào, về bắt chước y như vậy, về trưng bày lên. Mặc dù lúc đó thì đơn sơ, dùng hết các sản phẩm bày lên. Tự nhiên cái tủ cửa hàng sẵn của tôi có, nhưng tôi đáp thêm một miếng vào đây. Ngày xưa cũng chưa có định vị, mình không biết làm, cho nên chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn như vậy, các bạn có tủ gì các bạn bày lên. Không bắt các bạn phải mua tủ mới đâu ạ. Làm thế nào để bán hàng thành công? Các bạn làm thế nào ạ? Các bạn liệt kê danh sách ra 20 đến 30 nguồn khách hàng, lựa chọn đối tượng sử dụng. Ví dụ người thích rửa bát, các bạn chia sẻ nước rửa bát. Không thể nào mà tìm nhu cầu người thích rửa bát để chia sẻ son phấn. Những người thích rửa bát thì họ ít son phấn lắm. Những người son phấn thì ít rửa bát. Đúng không ạ? Giống như tôi móng tay dài là ít rửa bát, nhìn là biết. Cho nên là chia sẻ những cái sản phẩm gì hữu ích. Và thứ hai, đúng không ạ? Thứ hai là danh sách này. Thứ nhất là cái gì? Chuẩn bị tủ hàng cho mình này. Thứ hai là cái danh sách này. Thứ ba là cái gì? Hình tượng. Các bạn thấy là bác sĩ thì mặc áo đồng blue, đúng không ạ? Không lẽ mặc áo công nhân? Hình tượng nó phải giống người Amway. Đúng không ạ? Các bạn thấy bán hàng gì họ đều ăn mặc theo đúng hình tượng đó. Nếu mà siêu thị các bạn bán hình tượng quần áo, người ta biết ngay cô này cô bán hàng siêu thị. Và tôi cũng vậy. Đấy, lúc con tôi lúc đó còn bé. Các bạn thấy rất nhiều con bé đúng không ạ? Rất nhiều con bạn bây giờ, con tôi bé đúng không ạ? Con tôi cũng bé. Chỉ 3 tuổi thôi. Bây giờ bạn cao hơn tôi rồi. 60 cân rồi. Cao 1m7 mấy rồi. Các bạn thấy không ạ? Và 4 là cái gì? Chuẩn bị đồ nghề, dụng cụ. Súng ống, chuẩn bị chiến đấu. Cho nên hình tượng tốt. Rồi chuẩn bị dụng cụ. Bắt đầu học chia sẻ. Học minh họa. Đầu tiên trước 1 người, 2 người. Buổi đầu tiên tôi học kéo người nhóm khác trong người của tôi. Anh Lâm Hưng ra Hà Nội dạy cho nhóm anh đấy, tôi học kéo cho tôi xin học ấy. Trong 10 người học thì không người nào dám đứng lên minh họa. Minh họa giữa tắm lình kình đó. Tôi nhớ tôi minh họa giữa tắm đầu tiên. Bạn nào xung phong nào? Bạn nào đủ đồ nghề cho xung phong? Tôi thì có tinh chất về là mua hết hàng. Dùng luôn, thử luôn, không cần phải nghe bố con ông nào giải thích. Mình là người kiểm nghiệm. Nếu mình không ngửi được thì không thể cho người khác ngửi. Đó là quan điểm rõ ràng. Mình không ăn được bắt người ta ăn. Nếu các bạn vào quán này mà ăn không ngon, các bạn có dám giới thiệu cho bạn không ạ? Mất mặt là đầu tiên. Thứ hai là mình làm việc không tốt. Đúng không ạ? Cho nên làm bằng cái tâm của mình nó mới bền. Lý do chúng tôi tồn tại đến bây giờ là rõ ràng là chúng tôi làm bằng tâm, bằng sự trải nghiệm của mình chứ không phải chém gió. Và nếu các bạn muốn tồn tại được lâu, các bạn phải làm đúng quy tắc của nó, chứ không thể lệch lạc đối tác được. Quy tắc của sản phẩm Amway đó là dùng sản phẩm mới biết chia sẻ. Và hộp công cụ các bạn phải có, chứ không phải nói là tôi không có được. Rất nhiều bạn đi làm không có một hộp công cụ, không có đồ minh họa, chỉ sách ca táp thôi, chỉ thích chia sẻ thôi, chỉ thích làm lãnh đạo thôi. Đây là cái điều mà nhiều người vấp phải. Có những người ra đi chỉ vì không có bộ công cụ, rất ngại thò tay vào minh họa. Và tôi là người đầu tiên tôi giơ tay chia sẻ. Và họ nói là gì? Tại sao chị làm được? Vì ngày hôm đó chính anh Hoàng Hồng Kiên là Diamond ngồi bên cạnh tôi, các bạn thấy không ạ? Lúc đó anh lên bờ Tilum rồi, tôi mới bắt đầu vào nghề.
Và anh lên mà tôi đúng rồi, cả tháng anh mới được 32 người trong đội nhóm lúc đó. Mà riêng tôi một tháng đó tôi đã được 32 người làm thẻ mua hàng. Doanh số tôi cũng lên, nhưng tôi không biết xây dựng hệ thống. Lúc đó chưa gặp phải Trần Hải Vân, tôi chưa biết xây dựng mạng lưới khách hàng. Và về sau tôi đi học được, lại về học tiếp. Làm không được lại đi học. Học thì sao ạ? Tiếp tục bắt chước người thành công, bày bán tại nhà, ăn cơm vội vàng rối rít lên, chồng con sắp xếp cho hàng, cả nhà cùng làm cho bốn cái giá trị gia đình. Các bạn thấy đằng sau nhà tôi không? Để chuẩn bị tài liệu đồ nghề để thực hiện kinh doanh tại nhà. Bạn nào đã có chuẩn bị được cái ngày rồi, chúng tôi chia sẻ với tôi vào đây số 7 đúng không ạ? Bạn nào đã có dụng cụ đồ nghề và tủ hàng tại nhà, các bạn ấn số 7 vào. Khi bạn ấn được số 7 tuyến trên, các bạn sẽ nhìn thấy các bạn để giúp đỡ những bạn số 7 đúng không ạ? Bạn nào không có số 7 các bạn từ từ giúp, vì bạn ấy chưa hoàn thành được bước 1. Rất cảm ơn các bạn đã phối hợp. Và khi chồng con tôi ra tay giúp đỡ hỗ trợ, vì tôi phải đi làm, tôi bố phải chuẩn bị cho mẹ đi để về phát là chiến luôn. Và lúc đầu tôi còn chưa biết dạy cho, vì chồng tôi lôi cả đi sang Thượng Hải mà. Hai vợ chồng phối hợp rất tốt. Sang Thượng Hải nhìn thấy người ta rồi, nhìn tương lai rồi. Mặc dù chồng tôi chưa hiểu gì vào cái này, sợ anh không làm được. Bỏ anh không cần sợ, chỉ biết con đường có người đi là mình đi được. Mình có phải đi cạo cỏ gì đâu mà nó. Họ thành công được là mình thành công được. Chỉ có điều là nhanh mới chậm thôi. Và chồng tôi bắt đầu biết phối hợp xếp hàng, mặc dù ngày xưa chưa kinh nghiệm lắm, phép lộn xộn, không ra bộ phận nào. Không sao cả. Họ chỉ đến họ nhìn thấy mình dùng hàng là được rồi, nó đủ rồi. Thế là bán hàng rồi, không cần nói nhiều. Chiếm 8% là các bạn làm được mô hình tại nhà. Thì các bạn phải có sự hy vọng, các bạn phải có sự gia đình phối hợp thì các bạn mới làm được tại nhà. Nếu đến mà chồng đá thúng bụng lia, vợ không thích, đúng không ạ? Thì các bạn làm sao mà làm được? Cho nên đầu tiên phải bán cho chính mình, bán cho gia đình nhà mình. Thì các bạn mới chiếm lĩnh được thị trường. Vì thị trường đó là nhiều gia đình cộng lại. Và nhiều nơi, nhiều tỉnh thành. Và bây giờ chúng ta có Zoom nhảy nữa. Một công nghệ hoàn toàn quá mới mẻ với rất nhiều người kinh doanh online. Họ kinh doanh chỉ họ chỉ để ra live stream. Chúng ta không cần live stream, chúng ta không cần mất sức vào điều đó. Chúng ta chỉ cần đào tạo những chiến binh trở thành chuyên gia bán hàng là chúng ta đã thành công rồi. Và muốn đào tạo được họ, chúng ta phải là người chuyên gia trước. Đúng không ạ? Cho nên công việc này có khó mà. Từ nãy giờ tôi thấy không có gì khó cả. Chưa có đầu tư gì tiền nhiều nhá. Các bạn chỉ đổi sản phẩm thôi mà. Không có sản phẩm này các bạn có đánh răng không? Vẫn đánh răng sản phẩm khác. Không có kinh doanh này các bạn có bật đèn không? Vẫn bật đèn. Không có cái này các bạn có phải bật quạt không? Vẫn bật quạt. Không có làm công việc là buổi tối các bạn có phải lên Facebook không? Vẫn lên Facebook. Các bạn chỉ đổi thời gian thôi mà. Và không có làm công ty em quê này các bạn có mất thời gian từ tối giờ không? Vẫn mất. Thế tại sao các bạn không trân trọng thời gian? Cho nên các bạn cứ nghĩ là thời gian các bạn không làm em quê các bạn còn thời gian à? Các bạn không làm em quê từ giờ trở thành còn 6 giờ chiều à? Không có đâu các bạn. Các bạn không kinh doanh em quê các bạn trở thành người gì? Vẫn là người như bây giờ các bạn đang có. Các bạn muốn trở thành chuyên gia, các bạn muốn trở thành giúp đỡ người khác, các bạn muốn trở thành cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn trở thành người có giá trị hơn, muốn trở thành người có vị thế hơn trong cái làng Amway, chúng ta phải trở thành người chiến binh dũng mãnh. Phải có nghị lực. Dám là một chuyện nhưng phải có nghị lực. Cộng thêm cái đạo đức nữa. Thì không có ai địch được các bạn. Và bắt đầu phương thức bán hàng là gì? Làm tại nhà, lấy nhà làm căn cứ. Súng ống ở nhà luôn, khách đến là bắn. Đấy các bạn thấy không ạ? Đồ nghề lộn tống bậy nhưng không sao cả. Người ta hiểu nó được, người ta mua hàng được. Và tôi lần đầu tiên tôi được học người thầy, một lần đầu tiên duy nhất trong đời gặp thầy cũng như học một lần. Từ ngày đấy tôi cứ thế tôi làm. Tôi copy y như ông ấy. Ông dạy là tôi làm thế. Mày chỉ cần dùng sản phẩm, mày chia sẻ. Và hôm đấy thầy đi về nước, thầy đi qua từ miền Nam đi qua. Chỉ nghe nói là có con bé ngoài Bắc, nó không mới làm thẻ tôi đã biết bán hàng rồi mà chưa biết minh họa sản phẩm, chưa biết gì hết. Chứ ông đi qua, ông giúp tôi một tối. Và lúc đó thì thầy đã qua nhà tôi nói bây giờ chuẩn bị hết đồ nghề chưa thì tao mới chuẩn bị. Nếu chuẩn bị hàng, đồ nghề, dụng cụ thì tao mới đến nhà mày. Mà ok, tôi chuẩn bị đồ hết rồi. Lúc đó tôi đang làm công ty nội thất. Tôi bắt tất cả nhân viên của tôi, từ cái ông nhân viên, từ cô viết bán hàng đến xem tất. Kế toán, lôi tất đến xem. Mình phải xử lý được quân nhà mình. Chứ mình bán cho thiên hạ mà quân nhà mình nó bắn ra một câu không thơm một chút là chết rồi.
Ví dụ mình dùng sản phẩm mà úi rồi sếp em dùng sản phẩm nhưng em có dùng đâu mà, thế là thôi chết rồi. Chính người nhà là cái là một viên đạn thối là chết rồi. Chúng ta phải xử lý người nhà là rất quan trọng. Khi người ta đưa ra một cái lời lẽ chỉ cần là em cũng dùng thích lắm là ok rồi, chứ cứ kêu úi rồi chồng em dùng em có thích đâu mà em có thích dùng đâu mà, thế là chết rồi. Có phải bắn đạn thối ra không ạ? Cho chúng ta phải thuyết phục chính chúng ta. Vì chúng ta thuyết phục được chúng ta thì người nhà mới theo. Và tôi là người thực tế, tôi bị xoang mũi rất nặng. Người nhà tôi không bao giờ thích, người ta nhà tôi không thích làm cái công việc này. Nói tôi đang đi làm công việc tốt, tự nhiên đi về làm tiếp thị. Họ không hiểu, vì họ không đi Thượng Hải, họ không nhìn những cái mà tôi nhìn thấy. Và họ bắt đầu họ nghi ngờ, nhưng tôi đã dùng sản phẩm cho họ biết. Và tôi suốt ngày đi lên mũi, thông sông mũi, hút mũi, dịch mũi rồi bắt đầu sông mũi, ngày nào cũng xếp hàng. Chưa kể thời gian tốn từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm bắt đầu mới đến lượt mình. Và còn chưa kể tiền bạc, mất độ 2 triệu một lần, mỗi lần mở sông 10 ngày, mỗi ngày 200 nghìn. Các bạn tưởng tượng xem, tốn bao nhiêu thời gian, cuối cùng thì sao ạ? Tôi dùng sản phẩm và bây giờ tôi xoang mũi ổn định cực kỳ. 11 năm nay chưa dùng một viên thuốc nào khi xoang mũi. Mà trước đây chỉ cần cạnh cái ông hắt hơi thôi là tôi đã bị lên gặp bác sĩ luôn rồi. Nó tai mũi họng nó liên kết với nhau kinh khủng. Và tôi uống cái vitamin và viên tổng hợp, nó có vitamin A, nó làm cho niêm mạc tốt lên chứ không phải tôi khỏi xoang. Các bạn đừng nghĩ là khỏi bệnh, nhưng các bạn duy trì cho họ có môi trường tốt, cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ át đi và nó cơ thể mình sẽ sống với những cái tế bào sạch khỏe. Cho nhờ có Lutronite tôi đã có một người hoàn toàn khác. Và lúc đó chị chồng tôi không cần diễn nhiều, không cần minh họa, mẹ chồng tôi nói gì đấy, trước đây nó đi. Mẹ chồng tôi 80+ tuổi chỉ bảo ừ, tao chỉ biết là mày uống đi. Con Thanh nó uống à, bây giờ tao thấy rực rỡ suốt ngày đi hút nước mũi xịt bây giờ hết rồi. Và các bạn, thì các bác nhìn em mà xem. Thế là ok rồi. Và cứ thế copy cho người khác. Nhà nào rộng thì làm tủ to, nhà nào bé thì làm tủ nhỏ, không sao cả. Ai bắt các bạn làm tủ to đâu? Có ai bắt là ôm hàng không? Không ai bắt. Bạn các bạn chỉ cần làm tủ hàng có đồ nghề đầy đủ thì không tuyến trên nào không yêu các bạn. Copy thế này thôi, các bạn chỉ cần các bạn như này là hút tuyến trên rồi. Người ta đến tận nhà các bạn giúp cho các bạn. Các bạn không làm đúng quy tắc, hàng không có, không chịu học tập, không có đồ nghề, thì tôi khẳng định là tuyến trên không thể nào giúp các bạn được. Tuyến trên có ngủ cho các bạn cũng không giúp được. Tuyến trên có cầu cạnh thì Trần Vân đến ngủ cho các bạn cũng không giúp được. Thì cái bước đầu các bạn không chuẩn bị được chu đáo. Súng có ấy. Tôi muốn làm diamond, tôi muốn làm kinh doanh, nhưng đạn không mua thì bắn làm sao mà được. Và chúng ta làm kinh doanh với cái một cái giá rất là rẻ. Giả sử bạn chỉ dùng 900, 1 triệu một người thôi, bạn đi chia sẻ cho 10, 20 người, hai người hàng xóm, hai người họ hàng, hai người bạn học, hai người bạn thân, mỗi một nhóm bạn, bạn tìm ra 1, 2 người tích cực. Tất nhiên tôi không phải bảo tất cả ai cũng dùng hàng này. Các bạn thấy trên đời này hoặc trên Việt Nam này có cái hàng gì mà ai cũng dùng không? Các bạn đố tìm tôi một sản phẩm gì mà ai cũng dùng. Dùng BS, ai cũng nhà nào cũng dùng BS. Không có nhá. Có người dùng gì? Colgate, đúng không ạ? Rất nhiều các loại sản phẩm thị trường. Chính vì vậy các bạn chỉ cần chia sẻ cho 1, 2 người tích cực trong cái nhóm họ hàng nhà mình, bạn bè của mình. Còn những người khác, không sao cả. Vì mình cần nhiều đâu, mình cần 20 người thôi mà. Không cần nhiều đâu mà gọi cả làng vào làm gì. Không cần nhiều, tìm người tích cực. Cho các bạn phải chọn nhá. Chọn khách hàng, các bạn chia sẻ. Tôi nghĩ là phải chọn. Vì có những người nào mà tiêu cực, người ta bảo là tao dùng suốt có chết đâu. Thế không sao cả, đúng rồi, không chết. Nó chết ngay thì ta không dùng. Nhưng thôi, nếu chị không tiếp thu những cái thông tin mới thì chị cứ dùng thông tin cũ được không ạ? Em cảm ơn chị. Thế thôi. Và cứ thế copy tủ hàng, copy hành động. Gọi hết cả bà trẻ, bà già, bà bầu, bà chửa, gọi thật. Cũng làm y như vậy. Khi thầy về rồi thì lại làm, có sao đâu. Chẳng nhẽ thầy cứ ngủ nhà mình à? Đấy. Cho các bạn ngày hôm nay các bạn có Zoom như này, các bạn không phải gặp thầy nào. Có tuyệt vời không ạ? Không phải tốn tiền, ít nhất là thầy đến nhà tôi phải mời cơm rồi này. Các bạn không phải mời gốc nước nào. Tuyệt vời không ạ? Chúc mừng cho mình một cơ hội tuyệt vời đi ạ. Một chàng số tay số 8 đi ạ, quá tuyệt vời. Kinh doanh gì mà chả mất cái gì vậy? Từ nãy giờ được ngâu kiến thức. Các bạn thử gọi một ông nào đi Mercedes gọi vào cho tôi, đến nhà tôi chơi uống nước, cho tôi cách làm nào để anh có Mercedes không?
nó không những đánh, nó còn cho tát nước vào mặt, đúng không ạ? Cho các bạn phải biết cảm ơn những người giới thiệu cho các bạn vào môi trường này. Các bạn biết cảm ơn người cho các bạn vào học trong buổi này, hoặc những cái buổi phòng Zoom mà các bạn thấy cần thiết. Các bạn đừng nghĩ là vào đây họ có lợi nhuận gì. Anh Thái chia sẻ vừa rồi, các bạn không liên quan doanh số của anh ấy nếu mà không phải là tôi giữ của anh ấy. Tại sao họ nhiệt tình như vậy? Có đáng là các bạn trân trọng không ạ? Có bán lời các bạn cảm ơn người ta không ạ? Cho nên người tuyến trên là người vô cùng biết, vô cùng cần phải cảm ơn, vì người ta cho mình cơ hội rồi, người ta còn dẫn dắt các bạn, người ta còn cho các bạn vào học. Mà không cảm ơn thì ai cảm ơn đây? Các bạn cảm ơn ai đây? Và phải cảm ơn chính mình, vì mình là người tuyệt vời. Mình là người thật sự có trí tuệ thì mới nhìn được ra Amway. Vì Amway là một sản phẩm cũng bình thường thôi, nhưng đằng sau sản phẩm đó là rất nhiều cái không bình thường. Chính vì vậy phải học tập mới tìm được ra cái không bình thường của nó. Nếu ta tìm được cái mong không bình thường của Amway, chúng ta sẽ được tồn tại lâu dài. Và ba bước chúng ta cần học đó là gì? Phải chăm chỉ học tập. Đừng nói là tôi bận. Các bạn khẳng định các bạn không có làm Amway, các bạn vẫn bận. Không những bận mà còn bận hơn cả bây giờ, đúng không ạ? Các bạn không làm Amway là bận tầm từ tối giờ, các bạn phải lên Facebook rồi, các bạn phải đi chơi rồi, đi hội họp, đi thăm người ốm rồi, vẫn bận mà. Cho nên các bạn phải học chăm chỉ. Cái bận đó nó là có sẵn. Các bạn chỉ biết cái bận nào hơn bận nào mà thôi. Chứ tôi bảo các bạn bận. Ông trời sinh ra chúng ta đây là để làm việc, để sống, chứ không phải là ngồi đi chơi để đợi Amway đến, đúng không ạ? Nhưng chúng ta thấy Amway tốt hơn, chúng ta nắm bắt, ta chăm chỉ học. Và chăm chỉ học rồi chúng ta làm nghiêm túc đi. Và làm nghiêm túc rồi chúng ta mới biết tận tâm dạy, tận tâm dạy những cái chúng ta làm. Còn chúng ta không học được, chúng ta không làm được thì dạy ai? Chúng ta học dạy người ta đi học. Chúng ta làm được, chúng ta dạy người ta làm. Còn chúng ta không làm được hai điều, học và làm, chúng ta sẽ không dạy được người khác. Và trong truyền thống chỉ cần học và làm là giàu. Nhưng trong công việc Amway này, học và làm phải đi dạy cho người ta được mới giàu được. Còn không dạy được là thua. Cho dù anh giỏi mấy, anh không copy được, anh không dạy được là thua. Còn truyền thống anh giỏi, anh càng copy anh càng chết, càng mất. Còn Amway cá tuyệt vời. Nó ngược lại hoàn toàn công việc khác, cho nên không học thì không thể nào hiểu được nó. Và copy liên tục trong tủ hàng. Tủ người ta đang bày rượu. Tội lợi không ạ? Bắt họ bỏ rượu cho sản phẩm vào. Còn khỏi kinh doanh luôn nếu cứ uống rượu. Đây là cái giá trị. Cái điều kiện bắt buộc. Nhà có tủ hàng. Tủ hàng đựng gì? Đựng những cái hàng mình dùng nhé. Tôi không yêu cầu các bạn ôm hàng về mà chứa nhé. Công ty Amway có đủ doanh, có đủ nơi để chứa hàng. Có một nhà máy, hai nhà máy Bình Dương có kho chứa hàng 6 tỉnh thành. Không khiến các bạn chứa hàng. Chỉ cần các bạn dùng hàng gì xếp lên đó mà thôi. Các bạn đồng ý không ạ? Nếu các bạn đồng ý dùng hàng và xếp hàng lên tủ nhà mình, ấn số 1 tôi làm quen. Dùng hàng gì nhá, không cần nhiều nhá. Cái gì có, cái gì dùng cái đấy. Có điều kiện đâu xài đấy, tôi nói rồi tôi không khuyến khích. Nhưng mà dùng được 100% hàng thì sẽ bán 100% hàng. Các bạn dùng một kem răng thì các bạn phải bán cho 100 người thì mới được. Số tiền doanh số bằng các bạn dùng một cái, một bộ dinh dưỡng, các bạn chỉ bán cho 10 người là bạn bằng cách bạn dùng 100 cái kem răng. Cho nên tùy các bạn chọn. Đây, bạn này Quảng Ninh. Bạn này Hải Dương. Đấy, bạn tuyến trên của các bạn lên MC đấy ạ. Tôi đã xuống Hải Dương mấy lần giúp đỡ bạn ấy. Bạn ấy mở cửa rất là đông người. Đây là bạn này Hải Dương, nó người lạ của tôi. Một lúc mua 12% luôn. Cập quen ngoài đường, cũng Hải Dương tiện thể xuống làm thị trường, tôi là giới thiệu luôn. Bạn này trong Sài Gòn, tuyến dưới của chị Hải Hạ của Bắc Nhân này, ở Hóc Môn. Và đến cái cửa hàng các bạn nhìn thấy gì không ạ? Người ta làm phở, có nhìn thấy dòng chữ gì không ạ? Phở quê hương, ăn là nhớ, gọi là có thấy không ạ? Nghĩa là thèm. Và sử dụng 100% sản phẩm nước rửa chén Amway đảm bảo sức khỏe. Đấy. Phải làm đến mức độ cho người ta thay đổi như vậy mà. Nhà người ta không phải là nhà bán phở nữa rồi. Các bạn thấy không ạ? Ngày bán phở, tối bán Amway có sao không? Có đau không ạ? Không đau. Nó chỉ có là có mà thôi. Chỉ có vui mà thôi. Và cứ thế khi mở tủ hàng ra rồi, giúp cho người ta biết dạy người khác, kèm cặp người ta. Đây là một cô tình hơn 60 tuổi, có ba cô con gái.
Và nếu bảo làm thế nào cháu giúp cho cô để con gái cô hiểu, chỉ có cách cô làm thôi. Cô muốn cho con cô hiểu, cô phải dùng thôi. Cô dùng và cô làm thôi. Cô cứ dùng tốt là con cô tò mò, tại sao mẹ khuyên lắm thứ thế. Và cô yêu sản phẩm đến nỗi yêu sản phẩm mức độ cô đi học mà các con cô ghét mức độ là khóa cửa xe vào, khóa xe vào, cô sang hàng xóm cô mượn xe khác. Ngày xưa xe ôm nó ít, cô cũng sợ, sang hàng xóm mượn xe khác. Đi từ nhà ở tận Mỹ Đình mà đến công ty em quê cũ là gần Bồ Hồ, là 18 cây số để học. Học xong về dùng tốt, các em, các con, các cháu tò mò. Đầu tiên bảo cô dạy đúng gia đình nhà cô đã, ba đứa con cô phải hiểu dùng. Thì cô nói là người khác, và các con cô ghét tôi lắm. Vì cứ rằm mùng một là có bọn nó ở nhà, và cô thì con gà, thì tôi cứ làm cái đùi của nó. Vì cô hay mời tôi ăn đùi, khổ thế chứ đấy. Thế cô bảo chúng nó chỉ ghét mày đến đây là mất cái đùi của nó. Và về sau thì rất là cảm ơn. Vì thấy chị Thanh đến là có giá trị. Tôi đến tôi đưa họ cho họ giá trị mà. Và lúc đó bạn thấy không ạ? Bắt đầu cái bạn ngồi bên cạnh mẹ hôm sau mở luôn. Đi gặp Trần Hải Vân có lửa buổi thôi. Về lập tức gọi kinh không ạ? Như Quân Nguyên. Và bản thân cô đấy dạy cho con mình rồi. Thì con mình làm hội nghị gia đình. Còn cô đấy làm sao ạ? Cô đấy cũng tự động tự phát mở. Thế cô nhân cô tình các bạn nhìn thấy không ạ? Toàn cánh già. Các bạn đừng chê người già nhá. Trong này có rất nhiều cô già đấy. Rất tích cực. Vì họ chăm học, vì họ hiểu được cái kinh nghiệm, quá trình trải nghiệm của họ đã biết vất vả thế nào. Và khi vào họ Amway, họ nhìn thấy Amway tuyệt vời thế nào. Và họ tưởng tượng giá mà mình trẻ như bọn nó, họ tiếc thời gian lắm. Lúc này những người này mới tiếc thời gian này. Nhìn lại thì dễ, nhìn đằng trước thì khó. Các bạn nhìn đằng trước thì khó. Các bạn quay mặt lại, các bạn nhìn mấy năm qua thì dễ, nhìn là dễ. Nhìn tương lai khó, các bạn phải đi học. Học mới hiểu được kinh nghiệm của người khác. Học mới hiểu được người thành công làm như nào. Học mới biết được tương lai. Nếu ngồi nhà biết được, chúng ta đã không phải đi học, đúng không ạ? Và cô Tình cũng tiếp tục mở. Rồi chồng bạn đấy bắt đầu gọi bạn của chồng mình. Bắt đầu chồng vào cuộc. Anh là một giám đốc của công ty logistics, chuyên vận chuyển. Bạn này cũng là một thạc sĩ rất là giỏi. Và bắt đầu các ông chồng thay vào uống rượu là những buổi gì? Giao lưu. Thay ông biết là buổi giao lưu. Cứ thế. Và đây xuống Hải Dương. Chúng tôi xuống Hải Dương lại mở tiếp tục copy y như vậy. Vợ chồng bạn copy y như vậy, cũng có tủ hàng. Đây là văn phòng làm việc của anh. Năng mừng. Lập tức mở ra. Các bạn này làm chỉ 2 tháng rồi 21%. Và đây một giảng viên đại học. Thạc sĩ đồng giảng viên đại học trường Hải Dương. Cũng tiếp tục đi minh họa nước rửa bát. Và đây tôi đi đưa hàng cho khách ở bến xe. Phía Nam toàn những người miền Nam. Các bạn thấy không ạ? Và mấy quán karaoke toàn các anh lái xe vớ vẩn thôi. Vào đây. Và với mấy em vớ vẩn. Tôi cũng vào tôi chơi. Đấy, các chị muốn khỏe mạnh để chiều các anh cái gì? Phải uống vitamin. Đấy, mang vitamin C bằng bột đến đấy ạ. Và chứng minh cho họ. Và lập tức mấy ông lái xe là ngày mai anh ấy về dẫn ra siêu thị mua luôn một đống về cho vợ. Về linh vợ thì mới đi được mấy gái đúng không ạ? Đấy. Kệ người ta mục đích gì không quan trọng. Quan trọng là tôi đưa cái tốt cho người ta. Và cứ thế tôi mở ra một cửa hàng. Bạn có thể mở ra nhiều tùy các bạn. Có thể làm lớn được mà. Bạn thích làm 100 triệu một tháng. Thích làm tỷ một tháng được. Thích làm 80 triệu một tháng được. Và cứ thế tôi mở cửa hàng ra một mình. Mình chỉ cần mở bán 17-18 triệu thôi. Là 6%. Và giúp 4 cửa hàng người ta làm y như vậy. 4 cửa hàng khác nhau, bạn thấy không ạ? Và cứ thế doanh số các bạn lên được là vì 4 cửa hàng tạo rồi các bạn. Các bạn được trả công từ các bạn đi chia sẻ, giúp đỡ những cửa hàng khác. Đi set up những cửa hàng khác. Các bạn chỉ cần đi set up một cửa hàng khác thôi. Các bạn đầu tư gì cho họ đâu à? Thời gian là của họ. Các bạn đầu tư mỗi thời gian. Và kiến thức của mình, nếu không đi học cũng xong kiến thức. Các bạn đi dạy cho ai được nếu các bạn không làm. Nhà các bạn không có thì ai ta tin là theo các bạn. Các bạn không hành động thì ai ta theo các bạn. Cho nên công việc là công việc đi xây dựng hệ thống. Bán hàng là bán hàng xây dựng hệ thống. Xây dựng hệ thống bán hàng. Chứ không đơn thuần chỉ là bán một người, hai người nhá. Có phải bán một nhà là cả nhà dùng không? Cả nhà dùng đấy. Nhân rộng ra mỗi người một nhà thôi. Một người nhà ít nhất 5 người. Một nhà đã 5 người biết rồi. 5 người biết mà nhân với 5 người đã thành 25 người biết rồi. Cho nên ta phải làm gia đình. Cho nên Amway gọi là kinh doanh gia đình. Nó rất nhiều định nghĩa về Amway. Nhưng tựu chung đó là kinh doanh chính mình. Kinh doanh chính mình, đúng không ạ? Các bạn thấy ạ? Các nhà biết nhau.
Có những nhà xanh là những nhà màu xanh, là những nhà không mua, nhà tím không mua, nhà cam không mua, nhà đỏ mua. Còn nhà màu cam, màu cam là những nhà chê em quay. Những nhà màu đỏ mua là được rồi, cần gì phải yêu. Cứ đi làn tỏa. Đúng không ạ? Có dễ không ạ? Các bạn chỉ cần tìm 6 người tím và đỏ thôi. Người nào thích là các bạn chia sẻ, còn không thích thì lấy. Sao đâu? Lặp đi lặp lại cái việc này ngày nào cũng có thế thôi. Chứ hãy biến việc bán hàng của mình trở thành sở thích và duy trì mối quan hệ với người cho chúng ta thấy không ạ? Chúng ta cái việc duy trì quan hệ là rất quan trọng. Tiếp xúc cá nhân, sự nghiệp con người mà. Con người chứ không phải động vật. Chúng ta kinh doanh cái sắt, cái thép, chúng ta dễ vứt loại vứt chỗ kia được. Nhưng người không vứt cho loại chỗ kia được. Cho xây dựng hệ thống rất quan trọng. Cuối tháng này tôi có bài mà chia sẻ cho các bạn về xây dựng đầu tháng sau. Xây dựng đội nhóm hệ thống như nào? Nếu các bạn muốn lắng nghe. Còn giờ chúng ta chỉ còn cá nhân các bạn, các bạn phải hoàn thành được cái điều này. Đó là việc bán hàng. Còn muốn làm đoàn đội tốt, chúng ta phải học một cách bước nữa. Cho sự khác nhau giữa ta bằng tai nghe, nghe bằng trái tim hay bằng tai khác nhau lắm các bạn. Cho tại sao rất nhiều người hỏi, có những người hỏi tại sao cãi nhau phải nói to thế? Có hai người gần nhau mà cứ nói to thế? Các bạn thấy lạ không ạ? Vì người ta cảm nhận là cái gì? Khi cãi nhau là các bạn thấy rất bực mình và cái sự yêu nhau, cái trái tim của nhau nó không gần nhau nữa. Nó xa nhau, cho nên phải nói to. Mặc dù gần sát cũng phải hào lên. Có đúng ạ? Còn tại sao yêu nhau mà thì thầm chẳng nói gì cũng nghe thấy thế? À, tài thật. Ngồi gần cái thì thầm chưa bảo cởi áo cũng cởi. À, thế mới tài. Thế mà cãi nhau thì sao ạ? Gần sát nhau cũng mẹ cha loạn lên mà vẫn không nghe thấy gì. Mà vẫn cứ thấy đối phương không nghe gì. Là vì trái tim các bạn đã xa nhau, đã ghét nhau rồi. Đây một định nghĩa không phải là mới. Các bạn thấy đúng không ạ? À, các bạn thấy đúng, các bạn cho tôi xin số 2 cho vui à? Thế nên đừng có cãi nhau. Các bạn đã nói to tiếng chứng tỏ các bạn đã không yêu nhau rồi đấy. Nói nhỏ thôi mà vẫn nghe được. Thì đấy là các bạn nói bằng trái tim. Chứ cứ hình dung các bạn yêu nhau, các bạn không cần nói gì, các bạn cũng thấy. Cũng thấy không ạ? Đấy, giống như chồng tôi ngày xưa bảo tôi, hôn thì đẩy tôi ra, tại sao bà cứ đẩy vào? Dại gì mà đẩy ra? Có đúng không ạ? Chứ ngày hôm nay các bạn đi tiếp xúc khách hàng, các bạn thấy yêu người ta thì cứ yêu, việc dại gì phải ghét. Ghét người ta để làm gì? Ghét nhau để làm gì? Ghét nhau được lợi cái gì? Không lợi thì việc gì phải ghét, tại sao không yêu? Thay vào ghét là yêu. Đúng không ạ? Cứ yêu hết người ta đi, người ta sẽ yêu mình. Còn các bạn không yêu thì không bao giờ mong người ta yêu mình. Đấy, đấy là cái định nghĩa không phải mới mà chúng ta đã là xây dựng con người. Và cứ thế tôi mở tiếp tục các cửa hàng. Các bạn thấy không ạ? Đi làm mặt mặc dù chả chuyên gia gì, người ta chuyên gia đứng đằng sau vỗ cô ạ. Tôi cứ vỗ đằng trước, cứ làm nào đập vào sản phẩm vào mặt người ta là được. Cứ đập vào mặt người ta mua. Thế là người ta mua một nhà, mua xong người ta lại mở hộ gia đình chính nhà đấy đấy. Các bạn thấy không ạ? Đứng chỗ này luôn. Mở hộ gia đình. Và chồng tôi là người chia sẻ với chồng tôi thích dùng mỹ phẩm. Đấy, lúc đó tôi thấy các bạn thấy tôi cun cút ngay. Chồng tôi lãnh đạo luôn. Các bạn tôn trọng những người lãnh đạo của mình. Cho người ta là số 1. Ngày xưa tôi mới tôi không biết làm. Lãnh đạo nói một tôi cũng tống cả tủ lạnh vào mồm lãnh đạo. Thế lãnh đạo nói xong. Lãnh đạo nói sai rồi. Thế có nghĩa là tôi không phối hợp. Mặc dù kiến thức chồng tôi không bằng tôi trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà lúc đó ngồi tôi phải là người dưới. Đúng không ạ? Đấy. Và chồng tôi rất tốt, thuyết phục khách hàng thì chồng tôi nói nhỏ nhẹ lắm. Và cứ thế mở ra. Chồng nói chuyện xong vào đây. Tôi thuê 1 triệu đi taxi cho anh này lên Thanh Thủy Phú Thọ. Cứ tuần nào cũng lên Thanh Thủy Phú Thọ. Cả một đống người này các bạn thấy trẻ con ngồi háo hức, bây giờ bọn này nó lớn hết rồi. Trong đó có mỗi một bà ngồi cạnh ông taxi này là một phụ nữ, chủ tịch phụ nữ xã. Tôi nói cho hàng trăm người mà chỉ có một bà là ký thẻ và mua hàng. Các bạn thấy không ạ? Minh họa hết, mang ô mô. Các bạn nhìn thấy không ạ? Túi ô mô, cái gì nhà người ta có tôi chơi. Đồ nghề là chơi hết. Và minh họa cứ thế mà mình chiến đấu thôi. Các bạn có bao giờ nhìn thấy tuyến trên của tôi đi cùng không ạ? Tuyến trên tôi không cần phải quan tâm điều đó, chỉ cần dạy tôi một lần đâu. Và cứ thế tôi là hành động. Thế hành động các bạn là quan trọng. Đừng phụ thuộc nhiều tuyến trên. Tuyến trên cho mình cơ hội là mừng lắm rồi. Cảm ơn người ta cả đời cả kiếp rồi. Còn đừng mong họ đi cùng chúng ta suốt đời. Các bạn có 100 người, họ đi theo 100 người các bạn thì sẽ chết à? Có đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải tự học, tự làm. Chứ không phải là năng lực phải do mình tạo lên. Có quan niệm rõ ràng thì kết quả các bạn mới có.
Có đừng mong có thành tích mà không có quan niệm, có năng lực. Các bạn chỉ đừng chờ đợi. Nếu các bạn chờ đợi thì chỉ có chờ chết mà thôi. Tôi nói đây là chết trong Amway. Rất nhiều bạn Amway chờ đợi, đợi tuyến trên đến. Tuyến trên người ta có nhiều người, người ta phải làm những người khác. Hôm nay tôi ngày xưa tôi cứ thứ hai làm cho một ông A, thứ ba làm ông B, thứ C, mỗi người một tối. Và cộng lại cuối tuần tôi gặp nhau tất cả. Và đây, công an xã là những ông công an xã đến soi xem là làm cái gì. Bắt tôi vào phường, vào tổ trưởng. Nói bây giờ, chị xem cho tôi chương trình này như thế nào. Tôi trình bày cho anh, đây giấy phép kinh doanh của em đây. UFB đây, công ty như này đây. Em không bán hàng, em đến chia sẻ kinh nghiệm cho người ta. Ai mua đấy công ty mua, không phải mua của em. Em mua toàn mang bộ, toàn đồ nghề của tôi, rồi. Giờ đấy các bạn nhìn thấy. Đấy, không cần phải cửa hàng nhiều đâu. Cứ thế. Rồi đến đây, Hưng Yên. Chồng bạn làm công an, giờ bạn này làm chủ spa. Rất xinh đẹp. Chồng bạn công an, gọi toàn bộ công an đến, các bạn nhìn mặt hình sự không ạ? Sau 15 phút ký tất, thằng nào cũng bộ hồ sơ. Cơ chứ chị mà giải thích cho tôi cái công ty này như thế nào rồi đấy. Anh mang USB về, anh mở mạng lên. VTV1, nói công ty như thế nào. Tự anh kiểm tra đi, cái anh này là hình sự, là việc của các anh. Tôi chỉ đến cho chia sẻ sản phẩm thôi. Sản phẩm xong rồi ai mua ký thẻ mà tự mua. Tôi chỉ chỗ cho mua. Các bạn thấy ông chồng bông chồng phèo đứng ký thẻ hết không ạ? 7 ông thì 6 ông ký. Nói phải củ cải, nghe các bạn lo gì. Đây là bán hàng rồi đấy. Bán cho kiến thức đi này. Mai họ tự mua họ dùng, không mua thì khỏi dạy. Mua thì đến dạy, không mua thì khỏi dạy. Mua thì đến dạy cho người ta dùng sản phẩm. Ai mua các bạn đến dạy cho người ta tận tình, tận tâm. Còn không mua thì dạy cái gì. Tiếp, cứ thế, liên tục mở. Đi làm về đấy, người đen thì cổ súng, các bạn thấy tôi không ạ? Và tôi tự đầu tư một cái cửa hàng gọi là cái thuê mặt bằng 5 triệu. Tự mua máy tính, ngoài máy tính ra còn mở ra để giới thiệu sản phẩm. Các bạn có thấy ai hỗ trợ tôi không ạ? Toàn một mình. Từ bán than, bán nước nhặt hết vào đây. Ngày đi mời người, tối người ta mở, tối nào cũng mở. Và cứ mở xong ngày hôm sau dỗi đi làm về, buổi trưa dẫn họ ra mua hàng. Dẫn khách đi mua hàng, thế được rồi. Chỉ cho họ mua một lần thôi là sau họ tự mua. Và bây giờ các bạn không cần dẫn như này nữa. Các bạn chỉ cần vào mạng, ấn hoặc gọi tổng đài 180700. Và đi ăn sáng, cầm lọ xịt đi, xịt bàn cho người ta, đỡ kiến dán là họ yêu. Con người ta gầy thì bán con gấu cho nó cao rồi đấy. Con nhà ta bằng tuổi con nhà mày ngắn như này. Ngắn là vì sao? Vì không có canxi. Giống là một chuyện nhưng quan trọng khoảng tại sao bây giờ nhiều mẹ lùn mà con vẫn cao? Là vì họ đủ cung cấp, đủ dinh dưỡng. Bắt đầu nghe ra, bắt đầu bỏ bắt. Mỗi ngày mày bỏ bát phở ra để cho con uống. Thế là ok. Và sáng tập dục thì sao? Tập dục xong cũng chuẩn bị đồ nghề, rửa giày cho người ta. Có mệt đâu hả? Quá mệt. Có sĩ diện đâu hả? Sĩ diện chứ. Nhưng có sợ mất không ạ? Không sợ mất. Trên mặt tôi các bạn thấy không ạ? Dao bầu băm không mẻ. Chả phải sợ vì mình đang chia sẻ cái tốt mà. Và cả sân tập bắt đầu mua nước lau nhà. Và từ ngày đó đố bỏ được cái sản phẩm này. Trong này có một số bạn của tôi cũng tập với tôi nghe. Và chỉ có bán đấy thôi. Chỉ có chia sẻ cho tôi đêm ngày thôi. Lúc nào cũng chia sẻ. Thiếu mỗi ngủ thôi. Là được lên báo. À các bạn thấy không ạ? Lên Sapphire, lên Ruby. Bán hàng lên Ruby là biết cái lượng bán hàng như thế nào. Bạn nào bán lên Ruby đó, bạn bán khả năng tốt đấy. Chứ được trước đây tôi lên Ruby tôi không biết tận dụng, tôi không gặp được thầy. Lúc đó tôi chưa gặp thầy. Tôi biết xây dựng hệ thống. Và bây giờ thì thấy rất là tiếc. Nhưng không sao à. Các bạn sẽ thành công hơn tôi. Các bạn sẽ là những người có thành tích nhanh hơn tôi. Vì các bạn có người thầy. Các bạn có cơ hội giống tôi. Các bạn có thời gian giống tôi. Các bạn lại có kiến thức thông qua việc buổi học tập giống tôi. Các bạn có những người bạn đồng nghiệp giống giúp đỡ các bạn. Các bạn có những phòng Zoom này miễn phí. Chi phí ít hơn tôi. Thời gian giống nhau thôi, chi phí ít hơn. Và hành động cần phải giống khác nhau. Nếu chúng ta hành động nhiều, chúng ta sẽ có kết quả nhanh. Chúng ta từ từ nghĩ không sao cả. Kết quả sẽ từ từ đến. Và ngày hôm nay, tôi chia sẻ cũng muộn, rất là xin phép các bạn, nhưng thật sự rất hào hứng với việc kinh doanh, rất là biết ơn với sự nghiệp này, vô cùng cảm ơn thầy Trần Đạo Bân đã cho tôi biết cách bán hàng gọn nhẹ nhanh hơn, đó là phương pháp bội tăng.
Tôi không phải vác hàng nhiều nữa mà tôi mượn sức nhiều người vác cùng tôi. Trước đây mà mình vác đá, chỉ bán nước rửa bát suốt ngày là vác đá. Và bây giờ đã có những kiến thức, đã có những người bạn đồng hành, có những lãnh đạo xuất sắc trong hệ thống của Drama giúp đỡ tôi có những buổi học như thế này, học tập, nâng cao năng lực của mình. Và càng ngày trao dồi kiến thức cộng với hành động của mình, cộng với kiến thức của mình, tôi nhất định phải giúp được nhiều người lên kiếm được tiền trong khu vực này. Và điều mong muốn của tôi đó là nhất định 2023 phải lên Diamond. Và tôi sẽ giúp ít nhất 6 người lên Platinum. Và hy vọng các bạn hiểu rằng một sự nghiệp rất là lớn mà với công việc rất là nhỏ và rất đơn giản. Chỉ cần lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Tôi rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và cảm ơn ban tổ chức cùng ekip làm việc ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cho tôi một thời gian dài hơn các bạn để tôi chia sẻ những cảm nhận của tôi về sản phẩm. Và vô cùng cảm ơn là Trần Hải Bân. Cảm ơn những bài giảng của thầy, cảm ơn những cách làm của thầy đã chia sẻ cho chúng tôi trở thành những người thành công trong một phạm trù nhất định, đó là bán hàng. Và một lần nữa, tôi mong các bạn muốn bán hàng, muốn học giỏi thì phải học ngày 5 tháng 12 này. Nhất định phải gặp thầy tôi, là một trong những thiên tài bán hàng. Bán hàng cách nhanh gọn mà không phải mất sức, không mất mồ hôi, không mất công nhiều. Bạn muốn không ạ? Nếu muốn, chúng ta hãy cùng nhau có mặt ngày 5 tháng 12 này tại Đại học Thành Công trên Zoom này. Các bạn đồng ý đi với tôi ấn số 9 và cũng là lời tạm biệt. Chúc các bạn buổi tối hoàn thành giấc mơ đẹp và thu hoạch được nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.